Xin chào các thành viên của Đàm Tech. Thì có lẽ là đúng như lời hứa thì mỗi tuần chúng ta sẽ khám phá một chiếc bo mạch chủ Z97 của Asus. Và tuần này chúng ta sẽ khám phá dòng bo mạch chủ Asus Z97 với cái mã là Gryphon. Thì các bạn biết là Gryphon là thuộc họ Tough, thuộc họ The Ultimate Force của Asus và được bảo hành 5 năm. Thì cái dòng Gryphon mà tôi đang có trong tay là cái dòng mẫu sample có cái bộ giáp tản nhiệt hay còn gọi là Armor. Thì các bạn nhìn trên cái vỏ hộp của dòng sản phẩm ta thì thấy được cái logo The Ultimate Force ha. Và cái logo bảo hành 5 năm. Vì vậy những bạn nào mà muốn ăn chắc mặt bền và cái máy của mình được làm việc trong một môi trường nó không có được là hoàn hảo lắm, ví dụ nó hơi nóng hoặc là nó có một số cái ăn mòn gì đó, thì tôi nghĩ đây cũng là một giải pháp có đầu tư, có lợi trong tương lai. Điểm sơ qua một số cái tính năng chính của bộ chủ sử dụng chipset Z97 hỗ trợ bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ tư cải tiến và thứ năm. Socket chúng ta là LGA1150 hỗ trợ SLI và Crossfire, Windows 8.1 hợp chuẩn, xuất hình sang cổng HDMI và hỗ trợ xuất hình hoặc là phim ảnh với độ phân giải lên đến 4K ngay cả khi các bạn sử dụng card đồ họa tích hợp trong bộ vi xử lý Intel. Đây là các cạnh bên của cái hộp chúng ta. The Ultimate Force ha. Đây là phiên bản Gryphon. Thường phiên bản Gryphon là phiên bản rút gọn của phiên bản Sabertooth. Thì với dòng Z97 chúng ta có Sabertooth Mark 1 và Mark 2, thì Mark 1 sẽ có bộ giáp tản nhiệt, nhưng Mark 2 sẽ không có và thường Gryphon thì cũng sẽ không có. Tuy nhiên dòng Gryphon này là phiên bản Armor Edition, vì vậy nó sẽ có cái lớp giáp để cách nhiệt. Mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ có được một cái hình ảnh thu gọn của dòng bo mạch chủ Z97 Gryphon. Thì các bạn thấy là Gryphon là dòng bo mạch chủ Sabertooth được thu nhỏ lại với cái form là Micro ATX và có những công nghệ đặc trưng của dòng sản phẩm Sabertooth. Ví dụ như là cái công nghệ Thermo Armor, đây là cái bộ giáp nhiệt mà tôi đã đề cập với các bạn. Thì đây là một cái lớp vỏ cách nhiệt, chúng ta ngăn chặn những cái luồng gió nóng từ trời cạnh đồ họa cũng như là tạo được một cái luồng gió là chủ động trong cái dòng bao chủ chúng ta để khiến cho nó mát mẻ hơn. Top fortifier nghĩa là cái miếng kim loại backplate nằm ở phía sau lưng của mặt main. Thứ nhất nó sẽ làm mát khu vực MOSFET và thứ hai nó sẽ làm cho bao chủ chúng ta nó cứng cáp hơn, không sợ cong vênh khi các bạn sử dụng những cái headsin to. Thermal Radar 2 thì một trong những cái đặc trưng rất quan trọng của dòng sản phẩm Sabertooth nói chung và Gryphon nói riêng là nó hỗ trợ rất là nhiều những cái sensor cảm biến để chúng ta có thể đo được nhiệt độ của những cái vị trí gọi là quan trọng nhất trên bo mạch chủ. Dựa trên những cái hồi báo về những cái nhiệt độ tại những cái khu vực quan trọng nhất của bo mạch chủ như vậy, thì bo mạch chủ nó sẽ có một cái kịch bản tốt nhất để có thể điều khiển các quạt nó chạy sao đó phù hợp nhất khi mà nó cần cái hiệu năng của bộ máy, thì nó sẽ tăng quạt lên để làm cho mát tất cả những thành phần của bo mạch chủ. Ngược lại khi các bạn sử dụng máy không có nhiều thì nó sẽ tự động giảm dòng quạt để đem đến một cái môi trường làm việc mát mẻ nhất có thể. Và cuối cùng là công nghệ Dust Defender. Thì với cái bộ giáp nhiệt như vậy cũng như là những cái miếng để chống chống bụi đi kèm, thì một hồi nữa tôi sẽ giới thiệu các bạn những cái miếng nhựa rất là đặc trưng của dòng Gryphon cũng như là dòng Sabertooth để chúng ta có thể che kín được hầu hết tất cả những cái cổng kết nối chúng ta, để đảm bảo là bo mạch chủ chúng ta là hoàn toàn là có thể chống được bụi. Đây là mặt sau của dòng sản phẩm chúng ta, thì chúng ta sẽ có 4 cổng USB 2.0, một cổng DVI-D nghĩa là digital không hỗ trợ chuyển sang những màn hình Vega đời cũ, các bạn phải sử dụng màn hình kỹ số thế hệ mới, một cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Thì giới thiệu từ đầu, nếu các bạn sử dụng card đồ họa tích hợp khi mua dòng CPU Intel thế hệ mới, thế hệ thứ tư, thứ năm, thì các bạn sẽ xuất hình được 4K thông qua những cổng này. Chúng ta có 4 cổng USB 3.0 đem đến băng thông nhanh gấp 10 lần so với lại dòng cổng USB 2.0. Thì có lẽ là USB 3.0 cũng không còn quá là lạ lẫm gì đối với các bạn, đúng không ạ? Một cổng cạc mạng Gigabit và có các cổng kết nối cạc âm thanh. Phía dưới cùng thì chúng ta có 4 cái logo, đó là logo giới thiệu về những cái tough component, có nghĩa là những cái cuộn cảm, những cái MOSFET và những cái tụ điện hợp chuẩn The Ultimate Force, thì nó sẽ có cái độ bền cao cũng như là bền bỉ hơn trong những cái điều kiện làm việc khắc nghiệt.
DC cộng Power Control là một khái niệm rất quen thuộc của ASUS rồi. Thì họ sẽ cung cấp điện thế cho CPU cũng như là cho RAM mà bằng những cái vi xử lý rất là có khả năng hiệu chỉnh rất là chi tiết những cái bộ phận cấp điện cho CPU cũng như cho RAM USB 3.0 mà có cái tốc độ cực kỳ cao và nó tận dụng được hết cái băng thông vốn có của USB 3.0. Thì với cái thuật toán của USB 3.0 Boost thì nó sẽ giúp cho các bạn một lần nữa lấy được hết những cái giá trị mà các bạn đã đầu tư cho thiết bị gắn ngoài này. Thì xin nhắc lại là công nghệ này sẽ rất là hiệu quả như các bạn sử dụng những cái thiết bị USB 3.0 thuộc dạng SKG thế hệ mới. Còn như các bạn sử dụng những chiếc USB 3.0 bình thường thì với những cái băng thông vốn có của những cổng USB 3.0 thì nó đã đáp ứng rồi, thì như vậy các bạn sẽ không tận hưởng nhiều được những cái hiệu năng có được từ cái cổng USB 3.0 Boost. Và cuối cùng là cái công nghệ ESD Guard, nghĩa là cái công nghệ chống sốc điện. Thì như vậy các bạn sẽ tránh được những cái tình trạng hư hỏng do sốc điện, ví dụ như là do cắm cổng USB bị ngược trên những cái thùng máy hoặc vân vân. Nó cũng giúp cho chúng ta bảo vệ được những cái thanh nhớ, tránh bị những trường hợp sốc điện từ thanh nhớ khiến cho bộ nhớ bị hư hỏng. Đây cũng là trường hợp rất là phổ biến trong những cái hệ thống điện lưới bất ổn định ở Việt Nam. Bên trong chiếc hộp thì chúng ta sẽ có một cái miếng back panel màu đen đúng không ạ, và mặt sau thì được phủ sơn nhám cũng khá là dễ nhìn bởi vì những cái logo cũng như là những cái chữ được in ở mặt sau rất là rõ nét. Vì vậy các bạn không sợ là nó sẽ khó đọc khi mà nó thời gian lâu dài và cái miếng sắt này nó bị hoen rỉ. Mặt sau thì nó có lớp mút đệm và đặc biệt ở đây nó có một cái vị trí được khoét lỗ sẵn để các bạn có thể tăng cái hiệu suất làm mát, bởi vì đây là dòng bo mạch chủ chuyên để tăng cường cái độ bền của dòng bo mạch chủ. Vì vậy là các bạn sẽ có một cái quạt ở đây và với khe trống này nó giúp cho các bạn có thể lấy được nhiệt từ đẩy được khí nóng từ bên trong bo mạch chủ ra ngoài. Và với cái thiết kế như vậy thì nó cũng giúp cho các bạn không bị đau tay và cũng không bị là xâm phạm đến cái cơ thể chúng ta khi các bạn, đặc biệt là những bạn kỹ thuật viên thao tác rất là nhiều trên máy tính. Đây là những cáp SATA 6 GB của chúng ta đi kèm một cái logo đúng không ạ, Tough Inside. Thì nếu như các bạn có những cái case side window hoặc là có những cái case màu đen thì các bạn có thể dán logo lên rất là oách đúng không ạ. Một chiếc đĩa để chứa cả driver cũng như phần mềm đi kèm, một cái giấy chứng nhận bảo hành 5 năm với những cái thông số mà ASUS đã hướng dẫn các bạn để sử dụng dòng bo mạch chủ này. Và đây chính là tờ giấy chứng nhận khá hầm hố của ASUS đúng không ạ, được mạ vàng trên đây với những cái chứng nhận về tụ thì được pass qua những cái test như thế nào, như là test về nhiệt độ, test về độ ẩm vân vân, test về muối, test muối vân vân, test về độ ổn định của mối hàn, test trong bể chì, test và độ rung, và rất là nhiều các test về cái khả năng chống sốc của thiết bị linh kiện, tương tự là cho cuộn cảm và cũng như là MOSFET. Thì đây là cái đơn vị thứ ba, đó là cái lab của Integrated Service Technology, nó chứng nhận cho cái độ bền của các cái linh kiện nằm trong cái dòng bao chủ này. Đây là cái sách hướng dẫn nhanh. Ở đây thì các bạn cũng sẽ có một cái sách hướng dẫn để lắp những cái thiết bị căn bản của hệ thống như là RAM hoặc là cách để các bạn sử dụng những cái miếng che chống bụi để làm để phòng thủ cho chiếc bo chủ chúng ta. Và cuối cùng đây là cách hướng dẫn để các bạn lắp cái miếng cách chống chống bụi dành cho cái khu vực làm mát ở mặt sau của case. Đây là những cái sensor đi kèm. Thì với những cái sensor này các bạn có thể bổ sung thêm những cái sensor ở những vị trí mà các bạn cần đo nhiệt độ để chúng ta có được những cái kịch bản về điều khiển quạt nó hợp lý hơn. Thì ở đây ASUS cũng hướng dẫn các bạn nơi cắm những cái sensor này và cách dán cái đầu sensor vào những cái vị trí cần thiết. Và cuối cùng là một sách hướng dẫn màu với đầy đủ những thông tin mà các bạn vẫn thường cần biết khi mà tự mình DIY setup một cái bo mạch chủ tại nhà. Thì một trong những cái điều khá đặc biệt của dòng bo mạch chủ này, nếu như bạn nào thích chơi Lego đúng không ạ, hoặc là thích mày mò những cái họa tiết nhỏ nhỏ thì các bạn sẽ rất thích dòng bo mạch chủ này, bởi vì
Bên cạnh những cái phụ kiện rất truyền thống như là cái giắc mở rộng để các bạn có thể cắm các cái cáp power, reset vân vân hoặc là USB cho nó nhanh, thì các bạn sẽ có được tặng kèm thêm một cái cáp SLI đúng không ạ? Và đâu đó khoảng ba cái sensor. Như vậy là bên cạnh những cái sensor có sẵn trong bo mạch chủ thì chúng ta sẽ có ba sensor. Các bạn sẽ cắm những sensor nào vào và dán cái đầu để detect cái nhiệt độ ở những vị trí mà các bạn muốn, có thể là nằm ở dưới một cái khe các đồ họa hoặc là ở đâu đó vân vân. Thì thông qua những cái sensor này thì các bạn có thể đo được cái nhiệt độ để chúng ta có thể điều khiển thêm được một số cái tính năng mở rộng của cái phần mềm điều khiển quạt của dòng sản phẩm Asus Z97, Sabertooth cũng như là Gryphon. Thì đây là cái lưới để giảm bụi. Đây chúng ta cũng sẽ có một cái quạt đi kèm, quạt 40 đi kèm. Trong đây thì nhắc đến Lego thì các bạn thấy là các bạn sẽ có rất là nhiều những họa tiết nhỏ nhỏ, thì các bạn chú ý ở đây chúng ta sẽ có những cái họa tiết để chúng ta có thể che kín những cái khe như là cổng SATA, hoặc là ở đây là những cái khe của cạc sao jack 3,5 ly, còn thấy không? Và đây á là những cái jack tương ứng cho ở đây đa số là SATA đúng không ạ? Trên cái các cái chốt để chống bụi thì Asus có ghi rất là rõ, đây là sử dụng, ở đây là trường hợp, đây ở đây là dành cho SATA đúng không ạ? Tương ứng ở đây thì chúng ta sẽ có những cái ghi chú như là PEX USB, nghĩa là đây là cái jack dùng để chống bụi dành cho cổng USB nằm ở mặt sau, vân vân vân. Thì các bạn chỉ cần đọc những cái thông số này để các bạn có thể cắm chính xác vào và ngăn bụi triệt để dành cho bao chủ của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái jack chống bụi dành cho cổng HDMI, display port, cáp LAN, DVI và thậm chí là cái cổng USB 3.0 ở mặt trước nằm trên bo mạch chủ. Các bạn thấy là Asus trang bị đầy đủ tất cả những cái jack chống bụi, vì vậy là các bạn có thể an tâm. Nếu như các bạn muốn, bo mạch chủ của các bạn sẽ không hề có một tí bụi nào cả, đặc biệt là ở những cái vị trí tiếp xúc có được mạ vàng sẵn với bo mạch chủ. Và như vậy thì nếu như các bạn không sử dụng trong thời gian dài thì các bạn có thể che nó lại. Như vậy là khi các bạn sử dụng nó thì nó hoàn toàn trong điều kiện hoàn hảo nhất, không hề có bụi và không bị xét rỉ. Tương ứng thì ngay cả những cái khe RAM rồi khe PCI Express vân vân và vân vân thì nó cũng được chống bụi rất là hiệu quả. Ở đây thì Asus cũng cho chúng ta ba cái khe chống bụi cho các cổng PCI Express 4X và 1X. Đây là bốn con ốc để gắn quạt, đúng không ạ? Và đây là những cái khe dùng để các bạn chống bụi cho khe PCI Express 16X, và đây là những cái khe RAM giả để các bạn chống bụi cho những khe RAM. Như vậy là mặc định chúng ta sẽ có bốn khe RAM, và hầu hết người dùng đều trang bị là hai khe RAM, vì vậy Asus sẽ cho chúng ta là hai khe RAM giả để các bạn có thể gắn vào trong bo mạch chủ. Như vậy là tất cả những cái khe RAM chúng ta đã được làm che kín, vì vậy nó sẽ không có bụi, và khi các bạn nâng cấp thêm những hai dòng hai cái thanh RAM mới thì đảm bảo là khe RAM của bạn hoàn toàn sạch sẽ, và như vậy là tránh trường hợp là khe RAM bị bụi và máy không lên do nâng cấp RAM. Như đã giới thiệu ở phần đầu thì chúng ta sẽ có cái quạt ở đây, thì bạn chỉ cần tháo cái ốc này ra, đặt quạt vào hướng này để nó lấy toàn bộ cái khí nóng từ trong cái bộ giáp nhiệt này đưa ra ngoài. Tuy nhiên tôi cũng có một cái chú ý các bạn là cái bộ giáp nhiệt của hệ thống chúng ta thì nó không có thật sự nó quá kín ở như vị trí này, nó hở nè. Vậy tôi nghĩ là cái hiệu quả để tạo luồng gió của nó sẽ không có xuất sắc bằng trong những cái hệ thống bộ giáp nhiệt trên dòng Sabertooth. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là ít ra thì cái luồng gió cực bức nó cũng sẽ làm mát được trong khu vực nóng nhất của bo mạch chủ, nghĩa là khu vực cấp nguồn dành cho CPU. Và các bạn chú ý ở đây thì nó sẽ có những cái khoảng hở như vậy thì không khí nó sẽ đối lưu, nó cũng sẽ tương đối hiệu quả hơn. Nhìn kỹ thì chúng ta thấy là điểm đặc trưng của dòng Sabertooth nói chung hoặc là dòng Z97 nói riêng thì cái hệ thống MOSFET và cũng như là cái cuộn cảm của bo mạch chủ đã được nâng cấp lên một cái nguyên liệu mới, và có cái bề mặt là khá ư là hầm hố và nhìn cũng khá là bắt mắt, và đặc biệt cái màu xám này nó rất phù hợp với lại cái tông màu chung của dòng Sabertooth. Thì các bạn thấy ở đây là toàn bộ bo chủ chúng ta, thì tôi đã nhờ anh Quang giúp tôi là gắn toàn bộ những cái thiết bị dùng để chống bụi. Thì tất cả các bạn thấy khăn thanh RAM cũng được gắn chống bụi nè, khe PCI Express 16X và khe CPU Express 4X, tất cả đều được chống bụi hết. Cổng USB brain panel phía trước nếu các bạn không dùng, những cái cây không dùng mà bạn có thể gắn được cái cổng chống bụi dành cho USB 3.0 ở mặt trước trên trên case.
Ở đây là tất cả những cổng chấm bụi cho cổng SATA, bạn thấy không? Rất là kín ha và sạch sẽ. Thậm chí là cái cổng USB 2.0 trên main thì các bạn cũng có thể chống bụi ở đây luôn. Đúng không ạ? Mặt sau thì tất cả những cổng kết nối như là USB 2.0, USB 3.0, display port, DVI, HDMI, cổng LAN và tất cả những cổng còn lại đều có những cái thiết bị dùng để chống bụi rất là dễ thương đúng không ạ? Và đặc biệt là như phần nói ở phần đầu thì ASUS cho chúng ta một cái lưới dùng để giảm bụi. Bởi vì các bạn thấy là nếu như chúng ta không có chống bụi phía này thì cái phần lưới tổ ong này quá to, như vậy thì nó sẽ khiến cho cái bo chủ chúng ta sẽ gặp khá nhiều những cái sự cố liên quan đến bụi. Thì các bạn có thể ráp cái lưới nó vào trong cái khung và đơn giản là nhấn chặt vào trong cái khung mà thôi, bởi vì nó có một cái gờ bằng nhựa phía sau để giữ chặt vào trong cái back panel của chúng ta. Rất là xinh xắn đúng không ạ? Bạn có hình dung đây là bo chủ chúng ta sau khi lắp ráp. Thì tất cả những cái thành phần bảo vệ này các bạn sẽ lắp sau khi các bạn lắp cái main vào trong bo chủ ha. Bạn hình dung không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và một lần nữa thì các bạn hãy điểm sơ qua thiết kế tổng quan của dòng bo chủ Gryphon Z97 Armor Edition của ASUS. Thì với cái form Micro ITX, tuy nhiên là chúng ta vẫn có hai Kirby Separate 16X hỗ trợ SLI và Crossfire. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm một Kirby Separate 16X, tuy nhiên chỉ có băng thông 4X và một cổng 1X. Như vậy các bạn vẫn có thể gắn thêm những thiết bị gắn ngoài như là card âm thanh cao cấp hoặc là card mạng, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ có những cái tủ rắn, đúng không? Thuộc chuẩn TUF của The Ultimate Force. Thì và ngay cả cái khu vực âm thanh này thì chúng ta cũng sẽ có một số cái tủ rắn để hỗ trợ cho cái việc xuất âm thanh nó tốt hơn. Và đặc biệt bạn thấy là cái công nghệ mà tách cái bo mạch âm thanh và bo mạch của bo mạch chủ cũng được ứng dụng trên dòng sản phẩm này. Tuy nhiên ASUS không có highlight quá nhiều về vấn đề này trên website. Với cái họa tiết rằn ri khá ư là quân đội và hổ báo của mình thì nó phần nào thì nó đã trở thành một cái phong cách chung của dòng Serato rồi. Bạn thấy đây là một cái họa tiết da beo, nó được xuyên suốt trên khắp cái dòng bo mạch chủ này, cũng như là những cái họa tiết vân rất là quân đội đúng không ạ? Nó mang đến một cái phong cách khá ư là cá tính dành cho những bạn trẻ nào thích cái phong cách quân đội của mình. Chúng ta cũng sẽ có một cái nút Memo OK ở đây đúng không ạ? Bên cạnh cái đèn để báo lỗi về RAM. Chúng ta có rất nhiều cổng cắm quạt bởi vì đây là dòng Sabertooth đúng không ạ? Mặc dù đây là một cái bo rất là nhỏ mà chúng ta vẫn sẽ có rất là nhiều cái khe để gắm quạt ở đây. Một cổng cấp nguồn phụ 8 pin. Và đây chính là vị trí để các ba vị trí để các bạn gắm ba cái sensor được tặng kèm. Ba sensor chúng ta ở đây. Các bạn sẽ gắn vào trong vị trí này để chúng ta nối những cái sensor này. Sau đó các bạn sẽ luồn những cái sensor này vào những cái vị trí mà các bạn muốn đo. Mặc dù là trên bo chủ Gryphon thì chúng ta đã có rất khá nhiều sensor rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn vẫn chưa thấy đủ thì các bạn có thể gắn thêm sensor được tặng kèm để chúng ta có thể trang bị đến tận răng cho dòng bo chủ này.